Rồi, chào các bạn đến với kênh Cô Ba Sài Gòn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn món cá nục kho măng nha các bạn. Món nguyên liệu tuy là nó rất là đơn giản, cá thì là cá giỏ, còn măng thì nhà mình trồng, cho nên là cái mùa mưa này thì măng nó tươi, nó rất là ngon. Mình tuy là món ăn nó rất là đơn giản nhưng mà mình kết hợp với cái nước sốt kho thì nó sẽ tạo nên một cái hương vị rất là đậm đà cho món ăn nha các bạn. Nhà mình thì rất là thích ăn cái món cá biển kho măng như thế này. Hôm nay sẵn dịp mình sẽ nấu cái món cá nục kho măng để chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Rồi bây giờ mời các bạn xem tiếp những cái nguyên liệu mình cần để kho măng nha. Và đây là những cái nguyên liệu để mình chuẩn bị món cá nục kho măng nha các bạn. Gồm có là tỏi nè, hành, ớt, hành lá. Còn và đây là măng đã luộc rồi. Mà măng này là măng tre tàu nha các bạn. Măng này thì nó sẽ có cái độ giòn ngon hơn. Khi mua măng thì các bạn nhớ cái phần gốc này các bạn rờ, nếu mà nó nhám nhám là coi như măng này là măng già. Còn nếu như rờ non là coi như là về thì các bạn sẽ sử dụng được trọn vẹn hơn nha. Còn nếu lỡ mua về mà nó rờ vô mà nhám nhám thì các bạn sẽ cắt bớt những cái phần nhám đó thì mình sẽ kho nó sẽ ngon hơn, mình ăn nó sẽ không bị sảm. Và món không thể thiếu được đó là cá nục nha các bạn. Cá nục này là cá nục giỏ đã hấp rồi thì mình mua về mình kho thì nó sẽ có cái nước nó ngọt hơn. Tại vì mình nghĩ cá nục này khi đánh bắt ở biển về thì là người ta bỏ lên người ta hấp liền, người ta mới vận chuyển vô các chợ để bán, thành ra là cái độ ngọt thịt của nó sẽ hơn là những cái cá biển mà bán ngoài chợ nha các bạn. Những nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn nè. Cá nục thì mình để nguyên con, không cần nhấc cái đầu ra. Mình lấy dao mình rạch cái bụng ra, mình moi hết cái nội tạng của con cá ra cho nó sạch sẽ. Hành tỏi mình đã băm sẵn, hành lá sắc khúc để chút xíu mình nêm vô cái chảo cá nha các bạn. Còn đây là măng mình cũng đã sắc nhỏ để mà chuẩn bị kho. Tùy theo gia đình, nếu các bạn nào thích sắc khoanh tròn thì sắc, còn không thì sắc nhỏ nhỏ như vậy cũng được ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái khâu kho cá nha các bạn. Rồi bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách pha cái nước sốt để mà kho cá nha các bạn. Các bạn cho 3 muỗng canh nước mắm nè. Nửa muỗng bột nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, các bạn cho một muỗng nước màu để các bạn khuấy đều với hỗn hợp này lên để mình chuẩn bị mình kho cá nha các bạn. Cái món cá kho nó ngon hay không là do cái nước sốt mình pha như này là các bạn. Tùy theo khẩu vị của gia đình ăn. Gia đình mình thì thích cái vị mặn nhiều hơn cái vị ngọt, cho nên mình pha là 3 muỗng nước mắm, rồi 1 muỗng đường. Còn nếu như nhà bạn nào mà muốn ăn ngọt ngọt mặn mặn thì mình sẽ pha là 2 muỗng đường và 2 muỗng nước mắm ha. Rồi bây giờ các bạn cho 1 muỗng nước dầu ăn vô, mình xào măng trước nha các bạn. Chảo nóng này các bạn cho thêm hành tỏi vô, các bạn xào cho nó dẹp. Hành tỏi nó vàng thì bây giờ mình bỏ măng vô mình xào.
xào cho nó hút dầu mỡ vô, rồi mình cho thêm một miếng bột nêm, một muỗng cà phê bột nêm, cho nó thấm một chút xíu gia vị vô cho nó đậm đà cái món ăn các bạn. Các bạn xào khoảng chừng 5 phút cho tất cả những cái gia vị nó thấm vào măng, rồi bắt đầu mình mới đổ vô cá sao nha các bạn. Mình chuẩn bị sẵn đi để xíu mình kho cá xong rồi mình đổ vô. Rồi bây giờ măng nó đã thấm gia vị rồi, bây giờ mình xúc măng ra nha các bạn. Bây giờ cá nó đã vàng sơ hai mặt rồi nha các bạn. Bây giờ mình cái số tỏi với hành còn lại mình bỏ vô mình xào cho nó vàng vàng lên, rồi cái mình đổ cái gia vị vô nha các bạn. Rồi cái nước gia vị hồi nãy mình pha sẵn thì bây giờ mình sẽ đổ vô. Rồi mình đổ hết cái nước sốt hồi nãy mình pha đó, mình đổ vô hết. Rồi các bạn cho khoảng chừng nửa chén nước. Thấm sắp với mặt cá. Để cho mình kho riu riu rửa cho nó thấm hút gia vị vô trong hình cá nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ cho măng mình đã xào sẵn đó, mình cho măng vô. Mình cho măng vô rồi mình để giảm lửa nhỏ, mình kho riu riu nha các bạn. Rồi mình sẽ cho một ít ớt bột Hàn Quốc vô cho nó có màu sắc. Rồi các bạn cho vài trái ớt vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy lửa, dặn bếp nhỏ nhỏ xuống và kho lửa riu riu nha. Wow, cái nồi cá mình nó đã sắc nước xuống rồi nha các bạn. Các bạn thấy ha, màu sắc nó rất là ngon phải không? Cái cá nục mà kho măng này nè, hai cái món này nó rất là thích hợp khi kho cùng với nhau. Cái cá biển thì nó có cái vị hả ngọt đậm đà của cá, còn măng thì nó lại giòn giòn mặn mặn ngọt ngọt, làm cho bữa cơm của các bạn ăn cảm thấy rất là ngon miệng. Cứ vào vô cái mùa mưa thì gia đình mình lại thích ăn măng, tại vì măng mùa mưa thì măng nó rất là ngon. Mình được cái là mình ăn măng tươi chứ mình không phải ăn măng muối như mùa hè, cho nên là cái măng nó sẽ không có nhiều độc tố và nó cũng không có cái mùi chua của măng. Thành ra măng mình ăn nó rất là ngọt và đậm đà. Rồi bây giờ mình rắc hành lá vô nè. Món cá nục kho măng của mình đã hoàn thành rồi đó nghe các bạn. Món này kho thì không có khó, chỉ cần các bạn nêm nếm gia vị đúng theo cái liều lượng của mình chia sẻ thì các bạn không biết nấu ăn thì các bạn cũng sẽ nấu ăn được thôi. Bây giờ mình sẽ cho ít tiêu vô. Các bạn kho cái nước sệt sệt gì nè thì nó sẽ đậm đà cái cá hơn. Còn nếu nhà bạn nào thích ăn nước nhiều thì các bạn có thể là cho nước nhiều một chút xíu. Rồi món ăn của mình ở đây đã hoàn thành. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cô Ba Sài Gòn nhé. Nếu các bạn thích video này các bạn cho mình xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn video lần sau nhé.